Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh điện thoại và mình là Ngọc Sơn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với chủ đề về chiếc Smartwatch W26 với mức giá 500.000 đồng đang rất là hot ở cái phân khúc này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối với một chiếc điện thoại Android. Và mình nói trước với các bạn luôn, đó chính là chiếc Smartwatch W26 này nó có thể hỗ trợ kết nối cho cả iOS hay là cả Android. Cho nên là trong video này thì mình cũng sẽ thao tác và hướng dẫn các bạn trên chiếc Xiaomi Mi 8. Và đó cũng là sẽ rất là tương tự khi mà các bạn sử dụng iPhone thôi. Và điều kiện cần mà có ở đây là các bạn phải download trước cho mình cái app, đó chính là FunDo. Đây, anh em có thể nhìn thấy ở đây là có FunDo và FunDo Way. Nhưng mà những cái mà có cái đuôi Way này là nó sẽ chuyên sâu về cái phần là chăm sóc sức khỏe cho anh em, theo dõi sức khỏe, theo dõi giấc ngủ. Cho nên anh em cứ download cho mình cái app FunDo này thôi. Còn cái app FunDo Way này mình vẫn đang trong quá trình trải nghiệm và sẽ chưa có thể đánh giá được cho anh em đâu. Và video lần trước thì quên mất chưa sâu demo cho anh em cái sạc của con này. Thì sạc con này là sạc 5 châm, anh em không cần phải tháo dây vẫn có thể sạc được. Và khi sạc thì nó sẽ hút luôn vào đây. Đấy, như thế. Tóm lại là nó sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn anh em cách kết nối chiếc W26 này với cả Android. Thì hiện tại nhá, các bạn vào cái app FunDo này giúp mình. Ở đây thì trong giao diện của nó sẽ show cho anh em rất là nhiều những cái thông số về theo dõi sức khỏe, bước chân này, quãng đường đi, calo đốt, rất là nhiều những cái thông số khác nhau. Và nhìn giao diện của nó trông khá là hiện đại, trông khá là công nghệ. Còn những cái phần này mọi người có thể tự mày mò, tự khám phá nhé. Còn bây giờ sẽ chỉ hướng dẫn mọi người cách kết nối thôi. Bây giờ mọi người sẽ vào cái phần giao diện chính ở trong cái phần More này và ấn vào phần Add Device. Thì đây chính là bước đầu tiên. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối qua app trước. Thì đây chính là cái app FunDo. Anh em phải tải cái app này thì mới kết nối được nha. Ở đây nó sẽ hiện ra cái Watch 26LE. Đấy, hiện tại nó đã kết nối vào rồi và nó đã bắt đầu đồng bộ vào đây. Khi mà mình vuốt từ dưới này lên thì nó sẽ truy cập vào cái phần tin nhắn thông báo. Đây, kích hoạt Bluetooth có này, đang thay đổi. Và nó sẽ chờ đồng bộ một chút để tìm thiết bị Bluetooth. Và đây, nó hiện connected rồi nhá. Đây, mình sẽ kết nối lại này. Nó hiện hai cái ở đây. Thì mình phải xem là cái phiên bản của con này nó là cái phiên bản gì. Vào phần cài đặt, giới thiệu này. Đây, con này là 5A này, 5ACE87. Đây, nó là con dưới. Rồi từ nãy giờ cứ kết nối vào con nào khác thế mới đau. Rồi. Đấy, ấn để kết nối này. Và bây giờ thì ở phần Bluetooth nó sẽ bắt đầu nổi ra một cái thông báo ghép nối. Và để kiểm tra là chiếc W26 của các bạn đã kết nối thành công với cả điện thoại hay chưa thì các bạn vào phần này. Đây, nó hiện lên cái kết nối Bluetooth ở phần này, nó chuyển sang màu vàng và không phải là gạch đỏ nữa. Thì tức là nó đã bắt đầu nó kết nối với cả ứng dụng vào rồi. Đấy, và bây giờ anh em sẽ vào cái phần Bluetooth giúp mình. Vào phần Bluetooth ở trong này nó sẽ bắt đầu hiện lên một cái biểu tượng kết nối hình bàn phím. Ở đây nó ghi là Watch 6 này. Và đã kết nối với điện thoại thì anh em phải kết nối ở trong phần Bluetooth này thêm một lần nữa giúp mình để kích hoạt cái tính năng là gọi điện thoại trên smartphone. Trước tiên là mình sẽ kiểm tra cái thông báo trước. Có nghĩa là anh em mà kết nối thông qua cái ứng dụng FunDo này thì anh em bắt đầu có thể nhận được thông báo tin nhắn được rồi. Đây, và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào phần app này. Mình đã kết nối và sẽ chỉ cài đặt một số những cái app nó hiển thị ứng dụng thôi. Ví dụ như là những cái app mình hay sử dụng ở đây là Facebook này, nó sẽ cho các bạn tùy chỉnh tùy từng app chứ không phải là các bạn phải bật hết lên. Đấy, bật hết lên nhiều khi là nó lại bị lỗi. Đấy, những cái app nào mà các bạn sử dụng thì các bạn bật lên thôi. Đây, Telegram mình cũng sẽ bật nốt lên này, Zalo mình cũng sẽ bật nốt lên này. Đấy, bây giờ là bắt đầu có tin nhắn ở trên Messenger nhá. Mình sẽ vào phần đồng hồ này, vuốt từ dưới lên. Đấy, thông báo nó bắt đầu hiển thị này, xem này. VinID bắt đầu có xuất hiện thông báo này. Messenger Tân Lê này, nhập mã giảm giá các thứ này. Đấy, bây giờ sẽ là tin nhắn đến từ Telegram đã xuất hiện ở trên điện thoại này. Cách truy cập nhanh nhất vào phần thông báo này, anh em vuốt đang ở màn hình chính thì vuốt từ dưới lên. Đấy, những cái thông báo nào mà anh em đã đọc rồi thì nó sẽ xóa bớt đi để chúng ta không bị lẫn lộn giữa nhiều những cái thông báo khác nhau. Đấy, thông báo trên Telegram thì hiện tại là nó vẫn chưa hiển thị ở đây. Bây giờ thử một cái tin nhắn Zalo nào. Tốc độ nhận thì mình cũng đã test từ hôm trước rồi, và tốc độ nhận thông báo của chiếc W26 này nó khá là ấn tượng. Đấy, điện thoại rung là bắt đầu đồng hồ nó cũng đã rung luôn vào đây. Mở mặt lên là chúng ta đã có rồi, Zalo tân này. Đấy, cũng là từ dòng tin nhắn như vậy. Và cái phông chữ ở đây thì mình nhận xét wow, khá là ngon nghẻ. Nó hiển thị khá là đầy đủ dấu má và không bị lỗi phông ở những cái phần, ví dụ như là những cái phần có dấu ở đây thì cảm giác là nó vẫn chưa được tối ưu 100% đâu, nhưng nó sẽ giúp cho anh em có thể đọc được ít nhất là trọn vẹn cái thông báo ở trong cái phần ứng dụng của mọi người. Đó là về cái phần thông báo nhá. Còn bây giờ thì tức là các bạn đã kết nối thành công với cả cái app FunDo này rồi. Còn bây giờ để thực hiện cuộc gọi ở trên cái W26 này thì anh em bắt buộc nhớ giúp mình là phải vào phần Bluetooth, tìm ngay cái phần kết nối Watt 6 này. Đấy, và kết nối nó thêm một lần nữa, tức là chúng ta sẽ có hai lần kết nối, một lần kết nối Bluetooth và một lần kết nối thông qua cái app FunDo. Anh em nhớ chưa? FunDo này sẽ giúp cho anh em hiển thị được tất cả những cái thông báo mà anh em tùy chọn ở trong phần này. Còn cái phần Bluetooth ở trong này sẽ giúp cho anh em có thể sử dụng được tính năng gọi điện ở trên chiếc W26. Và bây giờ mình sẽ demo cho anh em luôn. Vào phần điện thoại đây nhá, bấm số này. Nó sẽ không đồng bộ được với cả danh bạ của anh em đâu, cho nên là nếu như mà anh em nhớ số người thân trong trường hợp khẩn cấp, anh em có thể gọi được ở đây. Đấy, khi mà anh em gọi ở trên đồng hồ thì lập tức chiếc Mi 8 của mình nó cũng chuyển sang giao diện gọi điện thoại luôn. Đây, gọi được nha anh em. Bây giờ mình nghe này. Alo, alo, alo. Đấy, các bạn đang nghe âm thanh trên chiếc LG G7. Đấy, đó chính là cái âm thanh mic từ con W26. Còn ngược lại thì nếu như mà các bạn nói vào chiếc LG G7 ở đây thì trên chiếc W26 các bạn đang nghe âm thanh trên chiếc W26 nhé. Đấy, nó sẽ bị nhỏ một chút, nhưng mà loa của W26 nó chỉ được đến như vậy thôi, và anh em hoàn toàn có thể ngắt cuộc gọi ở đây. Ngắt đi là kết thúc cuộc gọi luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình có thể nghe được trên đồng hồ này luôn. Đấy, nhưng mà khi các bạn nhìn thấy ở đây không? Nó sẽ phát ra âm thanh ở trên đồng hồ, chứ nó không phát ở đây, và anh em bắt buộc phải chuyển sang loa ngoài hoặc là loa trong. Đấy, cái phần này là phần anh em hết sức lưu ý, nếu không anh em bảo là bây giờ kết nối với cả đồng hồ ở mua ở bên chơi hay, xong rồi anh em lại không nghe được trên điện thoại nữa thì nó rất là buồn cười. Đấy, cái chế độ cơ chế hoạt động về cái tính năng nghe gọi điện thoại trên W26 nó là như vậy, cho nên anh em rất là lưu ý cái vấn đề này giúp mình. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn kết nối chiếc đồng hồ W26 có thể coi là một cái phiên bản tối giản của Apple Watch ở phân khúc hơn 500.000 đồng. Cụ thể ở đây là 530.000 được bán trên website choihay.vn, với những cái tính năng nhận cuộc gọi, thông báo, nghe gọi ở trên đồng hồ, và nó có một cái màn hình đẹp xuất sắc ở trong phân khúc này rồi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ khám phá thêm những cái tính năng hay ho trên chiếc W26 này để mang đến cho anh em một cái video đánh giá chi tiết hơn. Còn bây giờ thì mình cũng đã hoàn thành trong cái video hướng dẫn anh em cách kết nối làm sao để anh em có thể sử dụng full tính năng trên chiếc W26 này rồi. Và nếu như mà anh em thấy video này thú vị và hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.